Xin chào mọi người, hôm nay là tối ngày 12 tháng 9 năm 2020. Em tên là Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay nhà em về cũng được khá là nhiều loại lan rừng. Ví dụ như là quế trắng tháng 8, thập hoa, hoàng thảo tam bảo sắc, kiều vàng và có cả kiều tím nha mọi người. Hôm nay thì có một ít nhện này và có một ít hạt vị của vùng An Khê, Gia Lai. Rồi ở đây thì em có van đai uyên ương, lá xếp rất là đẹp nha mọi người. Đó. Rồi ở đây thì cũng có cả gián hương tam bảo sắc lá xếp này. Đó, lá xếp thì em được có ba hình như thế này. Rồi ở đây thì ít ngọc thạch. Đấy, có một ít ngọc thạch và hôm nay em có một vài loại hàng ký, đó là kim điệp xuân, đó cũng khá là nhiều. Về đợt này rất là nhiều kim điệp xuân đó, nhưng mà hàng này là hàng giống, hàng nhỏ cũng có, mà hàng to cũng có, lộn xộn nha mọi người. Đó, em sẽ bán solo sang ngang như thế này là 120.000 một ký. Đó, có cả cây nhỏ, cây to. Đấy. Đó, cây nhỏ, cây to thế này, có cây nhỏ nữa. Đấy. Rồi ở đây thì em có nhắc điểm hoàng. Nhắc điểm hoàng thì 90.000 một ký nha mọi người. Đó, nhắc điểm hoàng 90.000 một ký. Đây thì em có đây là hạt đỉnh nâu nha mọi người. Hạt đỉnh nâu của Tumarong Công Tâm. Đó, hạt đỉnh nâu thì 100.000 một ký nhá. Đã được cắt tỉa rất là gọn gàng rồi, lá đã cắt hết rồi. Đó. Còn củ thôi. Đấy. À, 100.000 một ký. Rồi, thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết từng hình và từng loại cho mọi người xem. Đầu tiên là quế trắng tháng 8 nhé. Quế trắng tháng 8 thì cũng như mọi khi là 100.000 một hình. Và cái hình nhỏ như thế này là 13 con nha mọi người. 13 cây, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cây. Đó, 13 cây như thế này nhé. Rồi, hình số 2 cũng 13 cây nha mọi người. Đấy, hình số 2 13 cây như thế này. Đó. Rồi hình số 3 cũng 100.000 4 cây. Đấy, 4 cây lớn hơn nhé. Hình số 4, hình số 4 thì được 7 cây. Đó, số 4 này được 7 cây. 3 lá xếp và 4 lá lướt nhé. Đấy, hình số 3 là lá xếp nha mọi người. Đó, lá xếp chứ không phải lá lướt đâu. Lá xếp thì thường thì lá nó cứng và nó dày hơn. Lá lướt. Đương nhiên là một số nơi nó sẽ mọc không đúng cái thế của nó, cho nên nó sẽ có lá thì nó sẽ cong ra phía sau. Đó. Nhưng mà nó là xếp nhé. Đây, ví dụ đây. Cái này thì nó mọc thẳng thì nó được xếp đều như ra hai bên như thế này. Đây gọi là xếp kiểu V này. Đó. Hình số 3 và hình số 4 đây nhé. Rồi hình số 5. Hình số 5 thì cũng được 3 cây. Đây, 3 cây lá xếp nhé. Lại dài rồi nha mọi người. Dài thế này rồi. Đó. Hình số 5. Rồi tiếp theo ở đây thì em có thập hoa. Thập hoa thì hôm nay cũng được 7 hình. Và mỗi hình là trừ hình số 3, số 4 ra thì mỗi hình được 80.000 nhé. Đấy, hình số 1 là 2, 4, 4 về. Được 4 về như thế này. 80.000 nhé. Đó. 5 chứ. Hình số 1 là 5 về, 2 này, 3 này. Đó. 4 này, 5 về. Đó. Hình số 1. Hình số 1 đó, 80.000. Rồi hình số 2, hình số 2 cây ngắn hơn thì được 7 về nha mọi người. 2 4 này, 6 này, 8 về. Được 8 về. Đó. Hình số 2 được 8 về như vậy. Đó. Rồi hình số 3 và hình số 4 là hình nguyên về nha mọi người. Đó, nguyên về to như thế này. Đó, về số 3 là được 100.000, chiều dài của nó là được khoảng gần 60 cm hơn rồi, có khi hơn 60 cm rồi. Đó, ở trong một viên gạch thôi, 60 cm. Đây hình số 3 nhé, nguyên một về như vậy. Đó, hình số 4 cũng nguyên một về này. Đó, hình số 4 nguyên một về này nhé. Đó, hình số 4 cũng 100.000 nguyên về. Rồi hình số 5 2 về 80.000. 2 về 80.000 như thế này. 2 về thì mọi người thì trồng được 2 chậu. 2 chậu to và đẹp này. Nó không phải nhỏ đâu. Về đây cũng tầm trung. Về này tầm trung này. Rồi hình số 6 cũng 80.000 2 về nhé.
8.000 hai về đây. Rồi hình số 7 cũng 80.000 hai về. Đó. 8.000 hai về như thế này. Rồi tiếp theo, ở đây thì em có hoàn thảo tam bảo sắc 80.000 một hình nha mọi người. Đây hình số 1 ạ. Đây 80.000 một hình, em quên ghi số. Hình số 2, đây hình số 2. Đó, cứ 80.000 một hình như thế này. Hoàn thảo tam bảo sắc là một loại lan cũng rất là đẹp nha mọi người. Khi mà nó ra hoa thì nhìn thấy nó rất là sáng và rực rỡ đấy, vì nó có ba màu. Rồi ở đây thì em có một ít kiều tím. Kiều tím thì 100.000 một hình nhé. Hình số 1 trước em quay số 1 thì được 3 dề như thế này nhé. Đó, hình số 1 3 dề. Hình số 1 cây dài nhất trong số những cây của đợt năm nay, của đợt, đợt ngày nay. Hôm nay thì ra được một ít kiều tím như thế này, nhưng mà toàn cây ngắn thôi chứ không có cây dài. Đó. Hình số 2 thì được 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10 dề. Đấy, 11 dề. Đây, ngắn ngắn nhỏ nhỏ như thế này thôi nhé. 100.000 hình số 2, 11 dề. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đó, 1 dề như thế này. Nhỏ thôi nha mọi người, khoảng mười mấy cm thôi. Đó. Kiều tím thì lá nó dày. Rồi tiếp theo hình số 3. Hình số 3 cũng ngắn nhưng mà dài hơn hình số 2. Khoảng mười mấy 20 cm á, là được 2 4 6 7 dề nha mọi người. Đấy, 7 dề như thế này. Đây là hình số 3. Rồi ở đây thì em có một combo. Cái combo này là 150, bao gồm là một cây trúc mạnh, có một cây thôi. Một cây đây là gọi là trinh trinh bạch nhé. Đó. Cái này là trinh bạch. Một dề vảy rồng. Một cây đơn cam. Đó, một cây đơn cam này nha mọi người. Hai dề nhỏ rau tua, thủy tiên rau tua. Đây là cánh tua. Đây này. Nó là thủy tiên cánh tua nha, hai cái cánh nó có tua ra. Một cây cẩm báo. Hai cây mỹ dung dạ hương. Có cái lá nó bị tổn thương một tí, lá nó khô rồi này. Đó. Rồi ở đây thì có mật khẩu này. Được một cây một nhánh mật khẩu này. Và cái đây gọi là chép rèm nha mọi người. Đó. Một ít chép rèm này. Rồi một ít rau mực này. Đó, rau mực. Vậy combo này là 150 nhé. Gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loại. 150 nha mọi người. Đó. Rồi, ở đây thì nhện nha mọi người ạ. Một hình như thế này là 80.000 nhé. Được 2, 4, 6 nhánh nhé. Đấy, vòi hoa nó rất là dài. Nhện là vòi hoa rất là dài này. Đó. 6 nhánh. 80.000. Rồi, tiếp theo. Rồi, em sẽ quay kiều. Cái này là kiều vàng nha mọi người. Kiều vàng hay gọi là kiều cam á. Mỗi hình là 100.000. Hình số 1. Đấy, hình số 1 này. Cái dề này nó dính dai dai chùm chùm luôn. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. 6 dề, 100.000. Rồi hình số 2 cũng 100.000. 2, 4, 6 cũng 6 dề nhé. 100.000 hình số 2. Rồi hình số 3. Số 3 và hình số 4, số 5 là cái to nhé. Đấy, 3 dề. Đó. Hình số 3 đây, 100.000. 3 dề. Hình số 4 cũng 3 dề 100.000 nhé. Hình số 4 đây ạ. Đó. Số 4. Rồi sang hình số 5. Số 5 là 2 dề 90.000 nhé. 2 dề này dài nhất này. Đó. Cây dài như thế này thì nó có khả năng ra hoa vào mùa tới rồi nè mọi người ạ. Đó, đây là cái thân này chuẩn bị là mùa tới nó sẽ ra hoa này. Đó, nó chưa có mầm hoa đây. Đây là thân tơ của vừa rồi đây. Đó, đây, cái dề này thì cái thân này cũng sẽ ra hoa cho mùa tới này. Đó, hai dề rất là dài. Thường thì những cái cây kiều vàng, kiều cam mà cái cây nó dài như thế này thì cái vòi hoa nó cũng khá là dài nha mọi người. Đó. Hình số 5 90.000. Hai dề. Rồi, tiếp theo em sẽ quay Vanda Uyên Ương. Vanda Uyên Ương hình số 1.
Vân hình số 1 là cái những cái có cả lá xếp và lá lướt, nhưng mà lá xếp thì nhiều hơn nhé. Hình hình này thì hình coi nhỏ chứ không là to, lá xếp thì nó cũng nhỏ thôi. Đây, đó. Đây lá xếp như thế này, lá xếp cũng khá là nhiều, chỉ có vài 2-3 cây lá lướt thôi, còn lại lá xếp. Và hình số 1 là 100.000, được 17 cây nha mọi người. Được 17 cây như thế này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 17 17 cây. Đó, 17 cây. Hình số 1. Rồi hình số 2, hình số 2 là vừa xếp mà vừa cả mẹ bồng con nữa, được 4 nhánh nha mọi người. Đây nhánh thứ nhất này, mẹ bồng con này, nhánh thứ hai này. Đó, nhánh thứ ba này, xếp rất đẹp này mọi người. Đó. Ba xếp rất đẹp, ở dưới đây có hai con nhỏ này. Rồi nhánh thứ tư cũng hai nhánh này, đây hai chị em sinh đôi luôn ấy. Đó, hai nhánh xếp rất đẹp này. Đây là một nhánh nhưng mà nó phân thành hai nhánh to rồi, và ở dưới đây nó còn có con nữa này. Đó, hình số 2 nhé, cứ một hình như thế này là 100.000. Rồi hình số 3, hình số 3 cũng 100.000, được một nhánh xếp đây. Đó, một nhánh xếp đây nhé. Rồi, hai nhánh xếp này. Rồi, một chùm xếp ba này. Đó, ba ngọn này. Đấy, mọc từ gốc ra ba ngọn luôn nhé mọi người. Đó, nó phân thành ba nhánh này. Ba ngọn khá là dài rồi này. Đó, hình số ba nhé. Cái này mình trồng chậu thẳng đứng lên với cái thế ba ngọn như thế này rất là đẹp này. Hình số 3. Đây, đây là hình số 3. Rồi, tiếp theo hình số 4, được 5 ngọn xếp nhé. Đó, 5 ngọn xếp như thế này. Đây là quả này. 5 ngọn như thế này nhé. Đó. Hình số 4. Rồi hình số 5 cũng được 5 ngọn nha mọi người. Đó, hình số 5 đây. Được 5 ngọn đây. Đó. Đó. 5 ngọn như vậy. Rồi tiếp theo, đây là ngọc thạch nha mọi người. Đó. Ngọc thạch thì còn có mỗi một ít này, 50.000 nhé. Đó. Một ít ngọc thạch. Rồi ở đây là dáng hương tam bảo sắc này mọi người. Một hình như thế này là 80.000 nhé. Một hình số 1 80.000, được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 nhánh. Đó, 18 nhánh lá xếp nhé. Đây, dáng hương tam bảo sắc lá xếp. Đó. Đây. Rồi hình số 2 cũng 80.000, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 nhánh nhé. Đó, hình số 2, 20 nhánh. Lá xếp tam bảo sắc lá xếp. Rồi hình số 3, 90.000. Được 2, 4, 6, 8 nhánh nhé. Đó, 8 nhánh như thế này. Hình số 3, 8 nhánh lớn hơn. Đó. Và ở đây em có một ít hạt vĩ nè mọi người. Đó. Hạt vĩ này thì là hạt vĩ của vùng An Khê Gia Lai, và cái thân của nó rất cứng nha mọi người. Đó, nó lạ lắm, đốt nó ngắn và lá nó tròn đó. Đó, lá nó tròn. Cái loại này chơi thân lá đều rất đẹp này. Hoa này, có tới mùa hoa thì mình thưởng thức hoa, còn không thì mình chơi lá rất đẹp này mọi người ạ. Đó, mọi người thấy không? Đốt ngắn mà lá thì tròn nhé. Thân nó cứng nữa. Cái này mọi người có thể để đứng thẳng được này. Thường thì cái hạt vĩ thân nó rất là mềm và nó sẽ thầm xuống, nhưng mà đối với cái cây này ở vùng này thì nó cứng và nó đứng thẳng lên luôn này. Cái chỗ này chắc là ăn nắng rất là nhiều này. Đó, mọi người thấy không? Một dề rất đẹp nhé. Rồi dề thứ hai này. Đấy, dề thứ hai cũng là tròn này, thân cứng luôn này mọi người ạ. Đó, đây dề thứ hai nhé. Rồi, giống như là lá mít á. Lá mít hả? Đây dề thứ ba,
giờ ba nhỏ hơn, phải 3 giờ này 100.000 nhé, phải học vĩ. Rồi còn lại lan gì nữa nhỉ? Còn loại hàng ký thì lúc nãy em giới thiệu rồi phải không? Kim điệp 120.000 một ký này. Đó. Còn nhất điệp hoàng thì 90.000 một ký này. Ở đây thì có đây là đỉnh nâu 100.000 một ký nhé. Đó, củ rất là to và được cắt tỉa rất gọn rồi. 100.000 một ký. Rồi. Em đã quay xong toàn bộ các loại lan của tối hôm nay kênh của em rồi. Rất mong mọi người quan tâm và theo dõi kênh của em ạ. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Mọi người hãy nhắn tin gọi điện hoặc là kết bạn với số điện thoại là 0938 203714 nhé. Em tên là Sa, em ở Đắc Tô, Công Tâm nhé.